Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chiến binh thời trung cổ. Hiện tại cái em rồng sấm sét á vẫn còn ở cái giai đoạn 1 à, 5 ngày tuổi. Rất là bé luôn. Nên mình sẽ dùng toàn bộ số thịt mà mình săn được trong chuyến khám phá lần trước á, mình sẽ chế tạo thức ăn cho rồng trong ngày hôm nay. Ủa, cái gì dù gì đây, dù gì đây? Blood Moon. Cái gì? Hôm nay là một đêm trăng máu. Thôi xong rồi, tới cái củ kiệu nữa. Đi khám phá mà ban đêm mà còn trong đêm trăng máu là mệt lắm. Căng rồi. Mình sẽ lấy xương ra kết hợp với thức ăn để mình làm ra cái Dragon Meal ha. Đây. Được, tổng cộng là 42 phần ăn luôn. Đủ chưa? 42 phần ăn. À, còn thịt nè. Mình sẽ lấy thêm một chút xương nữa để mình làm hết số thịt này luôn ha. Coi được tổng cộng là bao nhiêu. 45 phần ăn. 45 phần ăn dưới 5 ngày tuổi này nữa là 50 ngày tuổi. Hy vọng là đủ đi lên giai đoạn 3 nha. Bây giờ thì mình phải lấy sẵn cái horn ra, cái gậy rồng nữa, để có gì mình điều khiển rồng. Rồi, giờ thì dẫn em rồng ra ngoài để ăn thôi. Trước khi ra ngoài nóc lọ thuốc nhìn trong bóng tối ha. Cỡ gài hơi nghiện thuốc nhìn trong bóng tối rồi. Xong. Tranh thủ. Lúc mà quái nó chưa xuất hiện dày đặc. Mới nói là có một cái con zombie tập tạ nó đứng trước nhà nó đợi. Đằng kia còn có con ray nữa cơ. Bắn nó. Quá trời quá đất luôn. Phù thủy nữa. Mình sẽ cho rồng ăn ở sát bờ biển ha. Ngay vị trí này đi là hợp lý nè. Để rồng xuống. Rồi, sau đó thì mình sẽ cho rồng ăn thôi. Ăn cho mau lớn nha em rồng. Đó, mỗi lần ăn như vậy thì lượng máu của rồng sẽ tăng lên và kích thước cũng sẽ tăng từ từ lên đó. Đó. Cố lên. Ui đông ngay. Quái vậy. Mình phải vừa cho rồng ăn rồi vừa bảo vệ rồng nữa. Ui đừng. Ui, xong rồi mình lỡ ấn nhầm cái phi tiêu rồi. Mà hơn là cái phi tiêu này nó phân biệt được đâu là kiểu như là đồng đội của mình á, nên nó không có tấn công em rồng. Cũng đỡ. Rồi, cố lên rồng ơi. Ở trong màn đêm á, con mắt của rồng sấm sét cực kỳ đẹp luôn á. Là một trong những điểm mà mình rất là thích ở loài rồng sấm sét ha. Kìa, giờ bự chứ kìa. Quá đã luôn. 50 ngày tuổi. Lên giai đoạn 3 rồi. Bây giờ thì mình có thể leo lên lưng của rồng để cưỡi rồng rồi đó nha. Cắt cánh coi. Đi rồi. Phun sấm sét. Kìa, phun sấm sét luôn. Quá đã. rồng đã lớn rồi. Ui. Chưa, từ. Để mình tiêu diệt hết mấy cái con quái vật xung quanh đây cái đó. Đông quá. Đêm đăng máu nó vậy đó. Mấy con này láo thế. Tại vì mình chưa có để rồng sang chế độ tấn công á, nên rồng chỉ đứng ngồi yên ở đó thôi. Một xíu thì mình sẽ để rồng sang chế độ mà có thể bảo vệ được mình ha. Để bây giờ mình vô trong nhà. Mình dùng toàn bộ số kim cương mà mình có. Mình sẽ đầu tư cho bé rồng một cái bộ giáp rồng kim cương. Nhìn cho nó thật là đẹp, cũng như là tăng cái sức phòng ngự của rồng lên. Rồi. Kim cương thì mình có rất là nhiều luôn. Sau những chuyến khám phá, mình sẽ làm ra Dragon Armor. Sẽ làm giáp kim cương ha. Đầu tiên là cái đầu trước đi, để nhìn cho nó thật là đẹp. Cái tiếp đến là cái phần phần thân. Body, đây, body nè. Một cái body. Và tới cái đuôi. Đó. Mình còn dư thì mình có thể làm luôn cái cổ cũng được. Cái cổ nó tốn khá là nhiều nha. 5 khối lận, mình cần phải làm thêm 2 khối nữa. Xong. Giờ là vừa đủ cho một cái set đồ kim cương cho rồng rồi. Giờ thì đi ra ngoài và mặc cho rồng thôi nào. Giáp mới nhất. Ui con này láo nháo. Rồi, mặc vô rồng nào. Nón nè. Đấy. Ê, con nào bắn. Con này bắn rồng của mình. Hết chuyện. Người có thể bắn ta, chứ đừng có bắn rồng của ta. Rồi,
tiếp tục mặc cái áo vô, cái áo phần thân nè, cái đuôi, rồi cái cổ nữa. Đó, rồng sấm sét mà mặc cái giáp kim cương là đúng bài luôn á, nhìn cực kỳ ngầu ha. Kìa kìa kìa. Và rồng sấm sét thì hay ở một chỗ là mình có thể hồi phục lại. Ví dụ khi mà chiến đấu rồng có mất máu á, thì mình có thể hồi phục lại cho rồng bằng một cách rất là đơn giản. Đó chính là đánh yêu rồng bằng kiếm rồng ha. Mình sẽ làm một cây kiếm rồng sấm sét luôn. Đây. Sẽ làm một cây kiếm máu rồng sấm sét. Để có gì mình đánh yêu rồng để cho rồng hồi máu lại ha. Và cái kiếm này thì mình cũng có thể cường hóa để cho nó tốt hơn nữa. Được. Mình sẽ đi xuống dưới để cường hóa thử. Đi, coi coi nó ra những dòng gì nào. Bercy. Ồ. Không phải là một dòng tốt lắm. Lại. Exploding. Vụ nổ hả? Thử ha, mình sẽ thử ép cái dòng này. Wow, nó còn cho mình chạm ổng nè. Làm choáng nè. Và thêm cái dòng Gravity cấp độ 2 nữa. Ok. Một thanh kiếm rất là tốt ha. Mình đánh thử em dơi coi. Đó, đánh cái là phát nổ liền hết chưa. Đó là công dụng của dòng Exploding á. Rất là tốt. Và có một tia sét khi mà mình đánh, tức là tia sét đó sẽ đánh trúng rồng và giúp rồng hồi phục lại đó. Công dụng chính của cây kiếm này là vậy ha. Rồi, giờ thì đồ đạc các thứ đều đã đầy đủ rồi. Mà trời thì chưa có sáng nữa. Để mình để em rồng vô trong cái hon trước đã. Mất hình miếng máu rồi nè. Thiệt tình mấy con này á. Mình sẽ để rồng sang chế độ tấn công coi. Đó 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 đó, cắn cắn con như bay kìa 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 kìa. Thấy chưa, rồng mình hơi bị chiến. Đừng có đùa. Nè nè, thả ra cắn cắn con zombie em ơi. Cắn con zombie đi, nè nè. Cắn nó, cắn nó. Cắn nó, ăn thịt nó. Úi xôi. Rồng chiến của mình đó. Đừng có nhờn. Thôi xong xong xong. Có bạn đồng hành rồi. Hôm nay thì mình sẽ né tránh bọn chúng rồi đó. Mình sẽ không đi khám phá ở trên thế giới thường đâu. Mình vẫn còn một cái phần nhiệm vụ ở thế giới Everybride. Đó chính là tiêu diệt cái con tên là Starlit Crusher ha. Và phần thưởng là một cái sao nè đợi luôn. Rất là xịn. Thôi mình sẽ cùng nhau qua thế giới Everybride, tìm nốt cái con boss đó để phá đảo thế giới Everybride nè. Thế giới màu xanh này nè. Đi. Và đó thôi. Hôm nay có em rồng đi nên mình sẽ khá là tự tin đây. Mà lần nào cũng vậy, phải bay một đoạn thì mới đi tiếp được. Tại vì nó thả mình giữa biển á, khó chịu thật sự. Nope. Ê. Oh no. Ui rồng ơi. Em hại anh rồi. Ui dồi ôi, em rồng làm hư cánh cổng rồi. Mặn ăn sống nhăn vậy em. Hư cánh cổng rồi. Cho anh leo lên lưng nào. Bó tay luôn á em ơi. Bởi vậy vừa có cái lợi mà vừa có cái hại khi mà đem rồng theo khám phá là vậy đó. Không hiểu luôn. Đây rồi, đây rồi. Đây là công trình mà mình cần tìm nè. Để mình cưỡi rồng mình bay một vòng xung quanh cho các bạn ngắm xem công trình này nó bự đến mức nào. Nó thuộc dạng khủng luôn á. Quá là to luôn. Mình coi cái cổng nó là chỗ nào vậy. Hình như cái cổng nó nằm ở cái hướng lúc đầu mình gặp thì phải. Qua đây bay thêm vòng nữa coi. Nó siêu to luôn á. Tìm được cái này phải ở trên thế giới thường ha. Làm căn cứ thì hết bài luôn. Rồi kìa kìa, cái cổng vào nó ngay đây. Vậy thôi mình đi đúng hướng đi. Đi từ cổng vào. Và rồng thì mình sẽ cất vô trong. Tại vì mình hơi hậu đậu. Nên tốt nhất là cất vô ba lô. Chứ không thôi mình để ở ngoài vứt vứt cái vứt em rồng luôn thì chết á. Rồi đi vô thôi. Mình còn thuốc không vậy? Ồ, bị hết hiệu ứng. Tác dụng của thuốc rồi. Nóc tiếp.
Mấy bạn khuyên mình nốc ít thôi nhưng mà mình cứ nốc thôi. À, đúng. Và đây chính là bên trong cái công trình Nature ha. Có rất là nhiều đường luôn. Nó cũng là một cái kiểu mê cung nữa. Kìa kìa kìa, nó có quái vật, nó có quái vật. Đây là những con Stone Lab. Rất là trâu luôn. Mặc dù kiếm mình là kiếm mạnh đó nha, nhưng mà quýnh nó cũng mất rất là nhiều thời gian. Và nó có rương không nhờ? À, nó có rương cất ở phía trên ha. À, trái cây, gỗ. Ok. Vẫn giống như những cái công trình trước là vô đây thì mình cần phải tìm kiểu như là chìa khóa. Ôi trời trời trời, con này nó được cường hóa luôn nè. Nó có sức mạnh và bảo vệ nữa, ghê thiệt. Mình sẽ sử dụng gỗ này mình chế tạo được không? Để mình thử coi. Ủa cái này là đá chứ phải gỗ. Oh my god. Nó là cục đá mà mình đòi chế tạo á. Bó tay thiệt. Ủa chỗ này có rương không nào? Chỗ này thôi, thấy là không có rương rồi. Ok, nếu mà không có rương thì thôi, mình đành đi tiếp thôi. Và mình nghĩ với cái mức độ bự của cái công trình này thì chắc mình phải kiểu như là đi lên những tầng trên á, thì may ra mới có chìa khóa thôi. Chứ mấy tầng dưới kiểu là nó thử sức mạnh mình thôi à. Này, như chỗ này nè, còn không có cái rương luôn. Sugana thiệt sự. Và để đỡ lãng phí thời gian thì mình sẽ bỏ qua những con này ha. Nội cái khâu quánh nó nè. Rồi lấy cái cúp đập làm spawn là tốn rất là nhiều thời gian rồi đó. Lại đá tiếp. Trái cây nữa. Thôi. Nè. Nè cầm bát ha. Rồi cái này là căn phòng ở chính giữa rồi. Mình thắc mắc là sao những căn phòng bự như vậy mà nó lại không có rương này. Mà mấy căn phòng nhỏ hơn thì nó lại có rương. Kỳ thiệt. Ui, ở đây còn có một cái kiểu như là cái đài phun nước nè. Đẹp ha. Xanh rờn luôn. Rồi cái này nó có rương nhưng mà nó giấu tít ở trên là hai cái rương luôn. Xin nhá. Vẫn chưa có chìa khóa. Ui, nó còn ba cua nữa nè. Cái gì chứ ba cua thì được. Ba cua thôi chứ gì. Mình lượm mấy lẩu khoáng sản này đi. Một xíu mình có gỗ thì mình sẽ làm cái dụng cụ cũng như là vũ khí của nó sao. Giờ thì tìm đường mở mấy cái rương có chìa khóa trước rồi đã. Mình không biết là sẽ mất bao lâu để mình tìm ra cái rương có chìa khóa đầu tiên đây. Cái này có vẻ là khó xơi hơn cái công trình của con nhện Arachnax rồi. Dù sao con nhện Arachnax thì mê cung nó cũng không có bự giống như các bạn như vậy ha. Cái này nó quá là khủng luôn. Cầu hang mà nó cũng xây dấu nữa. Đây là hướng đi lên tầng 2 rồi nè. Bắt đầu tầng 2 rồi. Để xem coi tầng 2 nó có khá hơn là bao hay không nha. Tầng 2 vẫn là những con stone led. Có vẻ đặc trưng của cái công trình này á, chỉ là những cái con stone led thôi. Ngoài ra thì mình chưa thấy cái con quái vật nào mới á. Nè, một căn phòng mà quá trời stone led luôn. Thôi mình rẽ qua đây tiếp. Tầng 2 thì nó vẫn chưa có dấu hiệu của việc cho mình những cái rương có chìa khóa nè. Thôi thì mình lên thẳng tầng 3 luôn. Biết đâu bất ngờ. Ủa, tầng 3 nó bắt đầu nó có cây cầu bắt ngang. À nó có vũ khí nữa nè. À một cái đính 3. Mình phóng thử. Cũng không ăn thua. Cái đính 3 này cũng không ăn thua với mấy con stone led đâu. Mở rương luôn. Không có. Quá là nhiều rương mình mở từ đầu tới giờ nhưng mà chẳng có cái rương nào mà cho mình chìa khóa hết. Buồn thiệt sự á chứ. Ở đây nó còn đường đi đâu vậy? À cái này không phải cái đường đi đâu, lối cục á. Cái này mới là đường đi nè. Mình đã lên tới tầng thứ tư rồi đó. Tầng thứ tư thì có dấu rương trên này không? Ủa? Không có dấu rương trên này luôn. Nè cái này thì mới có dấu rương nè. Coi nào. Vẫn chưa. Tìm chìa khóa ở trong công trình này đúng. Hay là cái rương đôi này.
Không phải luôn, cái rương đôi thì cũng không phải là cái rương chứ, chìa khóa. Mệt mỏi rồi, mình vô đúng cái công trình khó tìm rồi. Ở đây nó còn có một cái bức tượng nữa nè. Giống như là một cái hiệp sĩ cắm cái cây búa xuống dưới đất ha. Ui, cái gì đấy, cái gì đấy? Ui, ui, né nó ra. Thôi xong rồi. Với cái đà này chắc không biết chừng nào mình mới tìm được cái chìa khóa nữa. Lại tìm một cái rương đôi nữa nè. Đây rồi. Yes, chìa khóa đầu tiên. Đi từ nãy tới giờ thì cuối cùng cũng lượm được một cái chìa khóa rồi ha. Mình cần 4 cái như vậy lận. Bây giờ thì mình cần phải tìm cái chỗ của con boss nữa. Để mình kiểu như làm sử dụng 4 cái chìa khóa này để mở ra cái chỗ đánh boss á. Có vẻ là cái con boss nó không nằm ở phía trong công trình này rồi, mà nó nằm ở tầng cao nhất mà lúc nãy mình cưỡi rồng mình phát hiện á. Mình đoán là như vậy. Thôi bây giờ thì lên trển thôi. Giờ chỉ còn nước là đi lên trên đó thôi chứ biết làm sao giờ. Nãy giờ đi vòng vòng trong đây thì mình không có kiểu như là thấy cái lối đi lên tầng tầng cao nhất nữa, sân thượng á. Kỳ vậy ta, nó phải có cái lối đi lên sân thượng chứ nhờ. A few moments later. Đây rồi, lối lên sân thượng đây rồi. Chính xác. Và cái chỗ này cần phải gắn chìa khóa nè. Để coi chỗ trống rộng rãi không. Ồ, trong trong đó rất là rộng rãi luôn. À, công đoạn cuối cùng của mình là chuẩn bị cho cái việc đánh boss thôi. Lần này đánh boss thì mình sẽ sử dụng cây kiếm có cái hiệu ứng kiểu như cho mình hồi phục nè. Mình sẽ ưu tiên cây kiếm vảy rồng hôm qua ha. Một trái táo vàng cường hóa, đồ búp sức mạnh, một cây cung, cái khiên. Rồi ok, mọi thứ đều đã đầy đủ với mình rồi. Làm trước trái táo đi. Vô. Và đây chính là trận chiến với cái con Starlit Crusher. Ôi ôi. Ôi, nó giống như một cái cây thần vậy á. Kìa, ở dưới đất nó ngồi ngồi lên cái gì kìa. Đây là bức tường mình không thể đánh được. Mình bắn thì nó bị dội ngược lại luôn. What the hell? Đùa hả? Ủa sao xơi con boss này đây? 2000 years later. Mình phải lót lại backup để mình kiểu như là chế tạo một cây rìu á, tại vì với cái con boss này thì mình không thể nào đánh nó bằng kiếm được, mà phải dùng cây rìu bên thế giới Blue Sky này, Everbright này để mình chế tạo ra một cây rìu ha. Mà lúc đó thì mình mới có thể tấn công nó được. Cơ. Nó tấn công bằng những cái phi tiêu từ cơ thể nó xay ra cơ. Nó có phi tiêu, mình cũng có phi tiêu vậy. Thấy chưa? Những vũ khí khác thì không có tác dụng được, chỉ có cái rìu ở bên thế giới này là thì may ra thôi. Đó, mình sẽ dùng rìu để mình chặt nó. Đốn cây luôn. Dựng tường nè. Ui, nhưng mà nó quýnh rất là đau nha. Nó không tấn công thì thôi, nó tấn công là cực kỳ thốn luôn. Rồi nó lại dựng dựng cái bức tường tiếp à. Mình phải dùng rìu để mình chặt thì mới được. Ui, nó đập thì né né ra một xíu. Nó bắn cả. Lúc mà nó xoay xoay như vậy hình như mình cận chiến nó không có mất máu á. Cực kỳ khó xơi luôn. Đợi cho nó xoay thì mình mới vô mình tấn công nó được. Con boss này khá là khó nhai đấy. Khá là khó nhai. Nhưng mà từ từ thì cũng cũng nhai được thôi. Ui, ui. Đó, 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 đó. Nó hung chưa cả. Nó đập thì nó né ra đi nha. Ui, nó đập xa vậy. Này thì đập nè. Nó đập để nó đẩy lùi mình ra. Đặng nó xây bức tường lên á. Biết ngay mà. Nó xây lên là mình sẽ phá vỡ liền á. Mình solo với nó luôn. Ui, không ổn rồi, không ổn rồi. Búp sức mạnh lên các thứ thôi. Nãy giờ tiếc là mình quên búp sức mạnh nữa. Mình có khá nhiều là đồ búp luôn á.
chặt nó. Chặt nó nè. Tao phải ui, nó đẩy lùi mình nha. Mấy con đàn em nó quýnh đau quá. Khó chịu thiệt. Phá vỡ bức tường. Vô đánh nó. Mình búp cái Power Shaker quýnh cái là bể mấy cái bức tường xung quanh luôn. Xịn thiệt. À, nó quýnh mình, nó quýnh mình. Chuẩn bị, chuẩn bị. Chuẩn bị tinh thần nha. Nó vừa hết một phát là mình vô mình đập nó lên. Người ngon người đừng có say nữa đi. Tao vô tao đập ngươi liền á. Nó say rồi, chóng mặt rồi, nó chóng mặt rồi. Nó chóng mặt rồi, mình sẽ sợ đẹp nó. Búp lên tiếp, quýnh tiếp. Nè. Này thì búp lên nè. Ui, né né ra, né 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 ra. Nó đập gì thốn lắm. Nè. Xây bức tường nè. Xây bức tường hả. Và cái mấy cái con đàn em nó quýnh đúng thấm luôn á. Đập bức tường. Tiêu diệt nó. Nó còn có 100 máu thôi. 150 máu thôi. Ơ à, bây giờ nó ra ngoài nó tìm mình rồi. Ôi không, nó chuyển sang chế độ cục súc rồi. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Ui, ui nó chóng mặt. Nó chóng mặt rồi. Nó chóng mặt rồi. Mình sẽ sửa đẹp nó. Úp sức mạnh lên. Đập tiếp, đập tiếp. Rồi rồi, né 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 nó ra. Nhìn nó xíu, nhìn nó xíu. Nó tấn công hơi bị thốn luôn á. Mình mạnh đến như vậy mà nó tấn công cực kỳ đau luôn. Giáp mình nát hết trơn rồi. Không biết là mình có trụ nổi hay không nữa. Mình mong là mình có thể vượt qua được con boss này. Chặt nó. Ao ao ao. Nó đập đau quá. Rồi nó lại đẻ thêm mấy con đàn em à. Phá hủy bức tường. Chặt nó xong rồi chạy. Gần đánh bại được nó rồi nên mình sẽ cố gắng giữ khoảng cách với nó ha. Không để nó tấn công mình quá nhiều. Búp kháng cự lên nè. Vô làm cái nữa nè. Vô làm cái nữa. Vô làm cái nữa. Chặt boss. Làm liều luôn. Ui, nó chưa chết. Ui không. Ui, nó vẫn còn máu kìa. Boss, ao ao ao. Đâu vậy? Chặt nó nè. Cái con boss này đúng mạnh luôn. Xít nữa thì mình đi bán muối rồi. Hên là mình vẫn có thể vượt qua được nó. Căng thiệt sự. Nó cho mình một cái túi. Để mình coi túi nó cho mình món đồ gì. À, cái này thì mình có thể có thêm trái tim. Nó cho mình thêm một cái trái tim kìa. Trái tim màu xanh ha. Cái đĩa nhạc. Một cái trophy của nó. Hết đồ xịn rồi. Trời ơi, đánh con boss nha. Chạy ra chóc dãy mà nó cho mình thêm được một trái tim gì đó hả. Buồn gì fan. Nhưng mà dù sao thì mình cũng vượt qua được con boss này rồi. Và phần thưởng của mình là một cái sao này đã. Rất là êm á. Xong phim, về nhà thôi. Cái giáp nó nát hết rồi nè. Có một con boss thôi mà nó quậy đến như vậy á. Thêm một cái trophy nó đặt xuống rồi. Trời, cái này hình cái cây ha. Trophy của cái con Starlit Crusher là hình một cái cây nè. Vậy là xong rồi đó. Xong được hai cái thế giới mà khó xơi thiệt sự luôn á trời. Rồi, và bây giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục cái hành trình tìm thêm cái chiến binh giáp sắt nè, cũng như là cái con ếch băng á. Có vẻ đây là hai cái con mà từ đầu tới giờ mình khó tìm nhất luôn. Đi khám phá rất là nhiều nơi mà chưa có bao giờ gặp được nó hết. Bực hết cả người ha. Nhưng mà không sao. Hôm nay thì mình có thêm một cái em rồng để cưỡi đi. Thì cái quá trình khám phá của mình nó sẽ rút ngắn được thời gian. Và mình còn đi được nhanh hơn nữa. Như vậy thì không lo mà không tìm được nó đâu. Chịu khó đi một xíu thôi. Mình mong là hôm nay mình có thể tìm. Ờ mà quên. Muốn tìm cái gì thì sửa cái giáp trước đi. Hoặc là đổi giáp đi. Mặc cái giáp gách này một hồi đi. Nó bán hành rồi, đừng có khóc. Để mình cởi cái giáp rách này ra cái đã. Rách tan ben hết trơn rồi. Treo lên. Bộ giáp bên. Bộ giáp Chorindom ha. Mình sẽ mặc lại set đồ Enderite của mình thôi. Giờ hết đồ mặc rồi. Mặc đỡ cái giáp này. Khi nào có giáp mới thì mình tính sao ha. Rồi.
bộ giáp Enderai kết hợp với King Charandom đi. Tại vì từ đầu tới giờ cái King Charandom này nó vẫn chưa có hư nữa, không hiểu luôn á. Nó bền dữ không biết nữa, hay là tại mình ít dùng ta? Chắc tại mình ít dùng quá. Thôi, cho em rộng ra. Đấy. Thì thế nào? Hôm nay thì mình sẽ đổi hướng đi một xíu ha. Hy vọng đổi hướng đi thì sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Ở dưới biển á, mình thấy có khá là nhiều những cái con rồng biển luôn kìa. Không biết mình có nên cà khịa nó cái không ta? Cà khịa giao lưu cái coi. Đó, mình kêu rồng sấm sét, phun sấm sét xuống á. Cho nó điện giật tê tê chết từ từ luôn. Ủa nó bay lên tấn công kìa. À, người tụi tép với rồng của ta. Người tụi tép. Phun sấm sét nó em rồng. Để coi khi nào nó sẽ chết. Con này có vẻ khá là trâu đó. Nhưng mà không sao, trâu thì mình phun lâu một xíu. Đó, phun kế bên như vậy mà có vẻ không si nhê nó luôn á. Em rồng nãy giờ vận sức hơi bị nhiều rồi đó. Nó chỉ biết nhảy đành đạch thôi. Đâu có chống cự nổi. À, nó định chuồn kìa, À, ai cho người chuồn. Nó phun quả cầu luôn, đúng rồi. Thì coi, bao lâu nó sẽ chết. Vì là rồng mới dài đồng 3 thôi, nên sát thương chưa được cao lắm. Mình phải chịu khó nuôi thêm 2 giai đoạn nữa thì em rồng của mình mới to hơn và mạnh hơn được. Ý, nó chết rồi. Tưởng nào. Ui. Ủa kìa. Ủa sao mình bị bùng nôn rồi. Ui. Bữa nay còn có nàng tiên cá. Nàng tiên cá pha ke nữa. Nàng tiên cá shopee rồi. Nàng tiên cá shopee nè. Nàng tiên cá shopee nè. Nàng tiên cá người ta mê hoặc, còn nàng tiên cá này làm mình buồn nôn mà. Chả hiểu sao. Không hiểu luôn. Ui, con thuồng lùn này. Nó lại nó cắn mình cái mình giật mình quýt nó cái nó chết luôn rồi. Để mình hết đời của cái con kia cái này. Con rồng biển này nó cho mình cũng tương đối là nhiều vậy đó. Đây rồi. Cuối cùng. Ngày này cũng đến. Kích hoạt sức mạnh trước. Hello. Ủa, chiến binh giáp sắt thức tỉnh rồi. Chặt đi. Ui, tấn công. Trời, tấn công không kịp rồi. Để coi ảnh có chặt mình được cái nào không nha. Tại vì mình chạy rất là nhanh luôn, nên yên tâm là mình có thể né được. Né liền. Đố chặt được em. Ui, ảnh trên đạp rồi. Chặt đi. Ủa, không đánh mình à? Hiền vậy. Rồi, biết mình chạy nhanh nên chuyển sang chế độ đạp rồi, không chơi cận chiến rồi. Nè, coi. Chặt một cái. Nửa cây máu của chiến binh giáp sắt luôn. Lúc trước thì mình đánh rất là nhiều thì mới có thể kéo được nửa cây máu á. Còn bây giờ một hit của mình đã nửa cây máu chiến binh giáp sắt rồi. Cố lên. Mình sẽ ký sau lưng một cái nữa. Chiến binh giáp sắt. Xong. Mình đã đánh bại được chiến binh giáp sắt rồi. Và phần thưởng cho mình là một cái quyển sách á. Để coi quyển sách này nó có công năng đặc dị gì không. Cái này nó là những quyển sách liên quan về phép thuật á. Làm phép được các thứ đó ta. Nghe thú vị vậy. Ui, nón phép thuật nữa nè. Nhưng mà mình cần phải có một cái loại bông hay cái gì đó để làm ra cái fiber ha, thì mới làm được đồ phép thuật. Hấp dẫn. Hay là sắp tới mình chuyển sang mình xài phép đi ta. Cũng có thể lắm á. Cái kiến phép nữa nè. Ôi được, quyển sách này mình bỏ túi trước đi. Vậy mình ngâm cứu sao? Biết đâu trong tương lai mình lại thành một bậc thầy phép thuật thì sao? Không chỉ là một chiến binh nữa, mình còn là một kiểu như là pháp sư các kiểu. À, nghe cũng rất là thú vị ha. Rồi giờ nóc thêm lọ nữa. Để thấy đường thấy xá mà khám phá chứ. Oh my god. Nguyên một cái thành phố kết thúc ở đây luôn.
Im vậy, nhưng mà để mình khám phá cái nhà này trước rồi đó. Cái nhà này rất là lạ luôn nha. Lần đầu mình gặp bên thế giới kết thúc luôn. Ủa mà hình như cái nhà này bị bỏ hoang hay sao rồi. Mình nhìn giống cái nhà hoang lắm. Hình như cái này là cái nhà bỏ hoang á. Ok đi, bỏ qua cái nhà đi. Mình sẽ coi thử cái thành phố kết thúc này nó có cái thuyền không. Bái lên. Coi có cái thuyền kết thúc không. Bự như vậy mà không có thuyền à. Eo tiếc thế. Ừ nó không có thuyền thật. Mình đáp lên đây cái đã. Ui chết. Bể. Em rồng mình đội lên mấy chỗ này rất là dễ bị hư ha. Hư hao các thứ. Hình như chỗ này không có gương. Đổi hướng. Tìm một hướng nào. À đây, hướng này có gương nè. Nó có đồ mang về. Nỏ kim cương. Cây katana. Cây nón. Cuốn sách. Nó chỉ có đúng một cái rương thôi. Mình sẽ thử qua bên kia. Hy vọng là hướng bên này nó sẽ có rương ha. Mình hy vọng rồi đó. Mong là nó sẽ cho mình rương. Rồi giờ thì mượn mấy con siêu cơ này cho nó bắn mình lên trên đi. Mình qua đây á, chủ yếu là mình đi săn những cái thành phố kết thúc nào mà nó có cái thuyền á, để mình lấy cái đầu rồng. Mình đang rất cần cái đầu rồng luôn. Làm cái khối này. Khối này có thể đổi được. À không, làm được nguyên một cái đe luôn nè. Im. Đây chính là căn phòng mà lần trước mình loot được cái đống đồ xịn nè. Hy vọng lần này nó vẫn sẽ cho mình đồ xịn ha. Trước tiên thì cần phải đập hết mấy cái lồng thì mới dễ dàng loot đồ được. Thì coi lần này đồ nó có khá hơn lần trước không. Ui nhìn sơ qua là mình thấy nó có đồ kim cương nè. Charus Inhibitor. À cái này lần trước cũng lụm rồi. Ui đừng có tấn công nữa mà. Mấy con sugar này. Đồ kim cương nè. Overstep. Lụm luôn đi. Có cái nào có cái dòng Indestructible. À có vảy rồng nữa. Vậy là trong những cái rương này cũng có tỷ lệ mình nhặt được những cái vảy rồng nha. Tốt đấy. Ít thiệt tình luôn á. Nó cứ đẩy mình lên trên hoài. Cái totem. Thuốc hồi mana. Ôi không cần lắm. Ở đây. Rồi luôn, nó đẩy mình lên tầng trên luôn rồi. Chưa loot xong tầng dưới nữa. Mệt nó ghê á. Mình ở dịch tầng. À có thêm 7 nữa nè. Được 2 cái 7 rồi. Loot. Vậy mình được 2 cái 7 rồi đó. Ngon. Ba lô các thứ. Nón. Sách. Nè lại có thêm 7 rồng nè. Trúng bánh rồi. Tính ra loot trong đây còn dễ ăn hơn là đi tìm những cái thuyền á. Cái thuyền thì tìm kiểu hên xui ha. Còn loot cái này là dễ ăn hơn. Ồ cái rương này thì hết cho rồi. Sukana luôn. Mấy cái bột này thì mình cũng nên lượm ha. Rồi bay qua cái rương cái bên. Còn con nào trên đây không mà cứ bắn hoài mệt ghê á. Bắn miết à. Cái này thì chỉ có một cây cúp thôi. Chầm hỏng. Vàng nè. Và một cây kiếm. Racing. Nói chung thì trong đây là đồ, những cái món đồ cường hóa thì tương đối là nhiều ha. Tào hồ mà mình nhặt mang về luôn. Và mình cũng sẽ cất bớt đồ vô trong cho nó gọn lại bớt. Để mình còn lượm thêm nhiều thứ khác nữa. Rồi hết 7 rồi. Nó chỉ có một vài cái rương có 7 rồng thôi. Khá là ổn luôn. Vẫn còn cơ hội nha. Mình ở dưới này còn 2 cái rương chưa có loot nè. Rương này loot rồi. Nè rương này lại có thêm 7 nè. Đã. Và một cái rương cuối cùng. Nhảy quá. Ê. Cái tư nhờ. Tức cái lầm ngực á. Đây cái rương cuối cùng sẽ cho mình vàng. Ờ à, cũng là mấy thứ lặt vặt thôi. Có một cái boomerang nữa nè. Cái này thì mình có thể phóng chơi cũng được á. Nó sẽ quay về. Đúng kiểu của boomerang luôn ha. Thôi như vậy thì cái thành phố kết thúc này nó chỉ cho mình được bao nhiêu cái vảy? 4 cái vảy rồng. Ở nhà mình cũng có được hình như là một cái nữa là 5 cái rồi. Mình sẽ tìm thêm cỡ 5 cái vảy rồng nữa cho cái công cuộc chế tạo sắp tới của mình ha.
mấy cái quả cầu này khó chịu thiệt. Thôi đi tiếp á. Suýt nữa thì đi đai rồi. Xíu nữa là toan mình rồi. Mèn đét ơi, nhảy xuống còn có một máu thôi, nửa trái tim á. Hên là mình phước lớn mạng lớn đó. Trong thời gian rảnh thì mình sẽ tích cực qua bên thế giới kết thúc để mình săn thêm những cái váy rồng cũng như là những cái đầu rồng trong những con thuyền ha. Và mong rằng mình sẽ sớm farm đủ cái số vảy rồng gần thế cho công cuộc chế tạo sắp tới. Và nói chung trong chuyến khám phá này thì mình đã kiểu như là thành công khi mà phá đảo xong cái thế giới kế tiếp là Everybride rồi. Trong tương lai thì chỉ còn đúng một cái thế giới Abyss thôi à, là chúng ta sẽ kiểu như hoàn thành công cuộc của một chiến binh thời Trung Cổ rồi. Hy vọng mình sẽ sớm bước vào thế giới Abyss đó để khám phá. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp ha. Bye bye.